Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mô hình Geo Database. Đó là một mô hình lưu trữ dữ liệu. Thì bởi vì trong chương này chúng ta sẽ làm việc với lại Table và Feature Last, thì đó là hai cái thành phần quan trọng trong cơ sở liệu của chúng ta. Trước khi chúng ta tìm hiểu về nó, làm việc với nó thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua mô hình Geo Database. Đó là một mô hình lưu trữ cơ sở dữ liệu. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem Geo Database nó là cái gì nhé. Trước tiên chúng ta nhắc lại một số việc như thế này. Thì đây chính là một cái file SVD chúng ta, file dữ liệu của chúng ta. Thì trong đây chúng ta thấy có các layer ha, các layer dữ liệu ở đây. Đây không phải là nơi lưu trữ dữ liệu nhé, mà đây nó chỉ hiển thị lên, nó chỉ mục đích là nó giúp với, nó thể hiện cái vai trò là hiển thị và nó sẽ chứa và một cái tham chiếu chỏ tới cái nơi chứa dữ liệu thực sự của chúng ta. Đấy, chứ đây không phải là nơi chứa dữ liệu. Thì như bạn thấy cái việc này chúng ta đã cùng nói qua được nhiều lần rồi. Đấy. Thì đây đơn giản nó chỉ là cái nơi thể hiện thôi chứ không phải là nơi chứa dữ liệu. Đấy, thì nơi chứa dữ liệu chúng ta là sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Được rồi, cơ sở dữ liệu của chúng ta thì nói một cách nôm na ha, cơ sở dữ liệu chúng ta nói một cách nôm na đó là nơi lưu trữ dữ liệu, và sẽ có rất nhiều cái mô hình tổ chức lưu trữ khác nhau, mà trong cái khóa học này chúng ta sẽ tập trung nói về cái mô hình Geo Database nha. Rồi bây giờ nó sẽ cùng tìm hiểu Geo Database là gì. Thế thì mình có chuẩn bị chúng ta một cái tài liệu ha, mình sẵn một tài liệu ngắn thì chúng ta cùng tìm hiểu thông qua sơ qua nó trước nhé. Thì trước tiên là chúng ta sẽ nói về cái mô hình dữ liệu đã. Thì về cơ bản nhé, về cơ bản dữ liệu của chúng ta về cơ bản nha, nó sẽ được thể hiện ở thông qua hai cái mô hình, một là raster data, hai là vector data. Thì cái mô hình raster data này thì nó sẽ thể hiện cái thế giới thực của chúng ta thông qua một cái bề mặt là một cái ô lưới, nó dùng một cái ô lưới để nó hiển thị. Thì các bạn thấy ví dụ như đây là chúng ta có một, mình nói ví dụ đây đi, đây là một bức ảnh của chúng ta, thì nếu phóng to bức ảnh này lên thì chúng ta thấy bên trong nó là những cái ô ảnh, là những cái ô mà chúng ta gọi là những pixel đấy. Thì những ô ảnh này, mỗi ô ảnh này nó sẽ chứa một cái giá trị màu và đó nó sẽ phản ánh được cái bề mặt thực tế của chúng ta. Đấy là những ô ảnh đó, đây raster ha. Thì cái thể loại mà raster data này thì nó lại phù hợp với lại gì ạ? Nó phù hợp với lại những cái đối tượng mà nó mang tính chất liên tục. Mang chất liên tục, ví dụ như mình nói nhiệt độ đi, đó là một đối tượng mang chất liên tục thì nó không có một cái điểm ngắt ở đâu hết, nó liên tục đó, thì nó phù hợp cho việc thể hiện cái đó. Hoặc là những cái bản đồ nền, thông thường trong dữ liệu chúng ta thì ngoài cái lớp dữ liệu chuyên đề chúng ta ra thì chúng ta sẽ có một cái lớp dữ liệu là dữ liệu bản đồ nền. Thì bản đồ nền phía dưới nó giúp chúng ta mang chất định hướng đấy, thì người ta cũng thường người ta sẽ dùng đó là raster. Thì đó là cái dữ liệu chúng ta thể hiện ở mô hình raster. Rồi thì một cái mô hình còn lại là mô hình vector. Thì dữ liệu chúng ta ngoài thể hiện ở mô hình vector ra thì nó còn thể hiện ở cái mô hình là mô hình raster. Nhận thấy đây là mô hình raster, mô hình vector. Khi mà dữ liệu thể hiện ở mô hình vector thì các đối tượng trên thế giới thực của chúng ta nó được mô hình hóa và nó thể hiện thành ba loại thôi, điểm, ba loại chính, điểm, đường và vùng. Đấy, thì thông qua cái và mỗi một thành phần như vậy nó sẽ có một cái tọa độ để nó giúp chúng ta hiển thị được lên trên màn hình ha. Điểm nó sẽ có tọa độ và đường thì nó sẽ là một tập hợp của các điểm nhỏ nhỏ, và vùng thì tương tự nó là một cái điểm mà nó có kính lại. Đây thì những thành phần này nó sẽ tạo lên một cái đối tượng chúng ta, nó mô tả được cái bề mặt thế giới thực chúng ta đó ha. Thì đặc trưng của mô hình vector và raster là về mặt cấu trúc nó sẽ khác như vậy. Thì khi mà nó thực ra nó sẽ có những vài điểm khác biệt khác, ví dụ như là mô hình vector nó sẽ cho chúng ta cái độ phân giải cao hơn, tạm hiểu là độ phân giải cao hơn, bởi vì khi chúng ta sống phóng to ảnh lên thì chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy được hình dạng của nó không thay đổi, bởi vì nó lưu trữ thông qua tọa độ điểm. Còn ở đây nó sẽ phụ thuộc vào cái độ phân giải của màn hình chúng ta. Khi mà nó đối với raster đấy, phụ thuộc vào cái độ phân giải của màn hình, thành thử khi mà nó quá lớn đi thì có khả năng là chúng ta sẽ không nhìn thấy được ảnh ban đầu nữa. Đấy, thì một trong hai mô hình như vậy. Và như mình nói ban đầu thì do cái đặc trưng của các đối tượng thì có khả năng nó sẽ phù hợp hơn, vector phù hợp hơn biểu diễn cho các đối tượng mang tính chất liên tục, còn vector thì lại không phù hợp như vậy. Ví dụ chúng ta không thể nào sử dụng vector để chúng ta biểu diễn những cái đối tượng mang tính chất liên tục được, ví dụ ta nói về độ cao chẳng hạn, và thể hiện cái độ cao hoặc là cái phân bố của nhiệt độ chẳng hạn, thì vector nó không phù hợp nha, không phù hợp lắm đấy, kiểu như vậy. Rồi có hai mô hình như vậy ha, dữ liệu sẽ lưu trữ hai mô hình như vậy đó. Thì tiếp theo ha, đó là mô hình về mặt dữ liệu. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới về mặt lưu trữ ha. Chúng ta nói là trong khóa học này chúng ta sẽ tập trung và nói về mô hình Geo Database. Mô hình Geo Database thì Geo Database của bạn nó chỉ là một mô hình thôi, một cái mô hình, tức là mô hình này tức là nó là một cái sắp xếp tổ chức để việc lưu trữ dữ liệu. Rồi thì Geo Database này của chúng ta đó là cái mô hình lưu trữ này, thứ nhất thì nó là một cái mô hình mình gọi là native, tức là được sử dụng đặc thù riêng bởi Esri mà thôi. Đấy, thì bên trong nó ha, bên trong nó thì nó sẽ tổ chức dữ liệu, nó tổ chức thành dữ liệu thành là gốc thành các Geographic dataset này, tức là cái tập dữ liệu địa lý ha. Đó, cái dataset thì nôm na lại trong mô hình Geo Database này nó tổ chức dữ liệu lưu trữ thành là các Geographic
dataset này thì nó có những loại như sau. Có ba loại chính, đó là feature large là cũng là một cái geodataset ha. Thì mình gọi ngắn tắt là geographic dataset, thì mình gọi ngắn tắt là dataset. Thì đây là một feature dataset này. Đây là attribute table này, nó cũng là một loại dataset này. Ở đây nó cũng là một cái loại dataset này, raster dataset này, network dataset này. Đấy, thì ba cái loại chính mà chúng ta sẽ thường làm việc nhất thì trong các khóa học này đấy, thì là feature large, attribute table, raster dataset, thì ba cái nhóm chính này. Đó, thì như bạn thấy ở đây nó là ba cái thành phần chính ha. Thì ở đây nếu mà phóng to đây bạn nhìn thấy rõ ha, thì table nó cơ bản nó chính là một cái tập các row, và mỗi cái row như vậy thì nó sẽ có cùng một cái field. Hay nói nôm na, table nó là một cái bảng mà như các bạn thường thấy thông thường, nó là một cái bảng nó có cột và có cái hàng ha, nó có hàng thì nó là một thành phần cơ bản. Thì còn lát nữa bạn sẽ nhìn thấy là ở feature last thì nó cũng tương tự như vậy. Feature last nó cơ bản nó cũng là một table, nhưng nó có môi trường là trường shape. Cái trường shape này nó sẽ chứa cái thông tin về không gian của cái điểm đó, của cái đối tượng đó, có thể đối tượng đó là đường, điểm hay vùng, thì nó sẽ quy định trong qua cái trường shape này. Thì cơ bản feature last nó cũng là một table, cũng có hàng, cũng có cột, mỗi hàng chính là một đối tượng và cột chính là một cái thuộc tính đấy. Còn raster dataset thì raster dataset đây chính là cái nơi chứa chứa các dữ liệu, mà dữ liệu dạng ảnh của chúng ta thôi ha. Thì như bạn thấy là ở cái video trước khi chúng ta có làm việc với raster, với các interface iRaster rồi đó, thì bạn sẽ nhìn thấy được cái việc đó ha. Đó thì ba cái thành phần chính như vậy ha. Còn một số thành phần đặc thù này, những số thành phần đặc thù network, network dataset topology, đây là những cái thành phần đặc thù mà nó sẽ hỗ trợ để xử lý cho những cái nghiệp vụ nhất định. Ví dụ như topology, thì topology sẽ giúp chúng ta xử lý kiểm tra lỗi của dữ liệu vân vân, hoặc là network dataset là sẽ giúp chúng ta hình thành một cái mạng, đặc biệt là phù trong lĩnh vực giao thông chẳng hạn, nó sẽ hình thành một cái network, từ đó chúng ta sẽ biết được chiều hướng của phương tiện giao thông lưu trữ nó di chuyển ra sao vân. Thì này là chuyên sâu, mà chuyên sâu ha. Thì trong khóa học này chúng ta sẽ đề cập tới ba thành phần này mà thôi. Đấy, xong chưa? Rồi bây giờ tiếp tục. Thì mà mình nói tiếp nhé, như mình đã nói, dataset nó chỉ là vô mô hình database. Mô hình database này nó chỉ là một cái mô hình để tổ chức lưu trữ dữ liệu thôi, nó là tổ chức và lưu trữ dữ liệu. Thì mặt tổ chức thì nó sẽ phân bố ra như thế này để nó tổ chức, còn mặt lưu trữ dữ liệu về cơ bản nha, về mặt lưu trữ dữ liệu thì dữ liệu nó sẽ được lưu trữ bên trong một cái file system folder ha, file system folder, nó lưu trữ bên trong hệ thống file system folder, rồi không thì nó sẽ được lưu trữ trong Microsoft Access, hoặc là nó sẽ lưu trữ trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhiều người dùng ha. Thí dụ như là Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix hoặc là IBM DB2. Đấy, thì nó sẽ được lưu trữ trong những cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu thế này. Thì dựa vào cái việc mà nó phân loại trong việc lưu trữ và ở các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như thế này á, thì nó sẽ dẫn tới nó có 3 loại. Database cuối cùng sẽ có 3 loại ha, database xuống 3 loại. Thì ba loại đó tương ứng là như bạn thấy trong hình này là file database, personal database, và một cái loại còn lại đó chính là enterprise database, tính là cái loại mà dữ liệu sẽ được lưu trữ bên trong những cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu như thế này ha, là ba loại như vậy. Rồi thì mình sẽ cho bạn thấy như thế nào cái mô hình database nó như thế nào. Ví dụ như mình nói trường hợp này, chúng ta mở cái catalog lên, thì trong cái một cái thư mục nào đó chúng ta ha, và chúng ta di chuyển vào một thư mục đó, thì chúng ta ở đây chúng ta có thể là chuột phải này, chúng ta chọn new, và ở đây bạn nhìn thấy chúng ta có file database. Thì đây chính là cái mô hình database ba loại đó. Thì đây là loại thứ nhất là file database. Thì file database này nó sẽ dữ liệu nó được tổ chức và lưu trữ trong trong cái file system folder ha. Đấy, rồi personal database thì cái này dữ liệu sẽ lưu trữ trong Microsoft Access. Và cuối cùng sẽ là cái database connection. Thì database connection ở đây là nó sẽ tạo ra một connection tới cái SQL server hoặc là PostgreSQL vân vân. Đó là cái loại thứ ba, tức là enterprise database như mình nói ở phần trước, thì là có ba loại như vậy. Đó, thì ba loại như vậy nè. Đó, rồi. Thì sơ lược thì bạn nhìn hình dung như vậy ha, rồi chúng ta sẽ đi sâu vào, chúng ta sẽ làm rõ chi tiết hơn. Tiếp tục. À, sẵn đây nói luôn, thì cái dữ liệu mẫu mà chúng ta đang sử dụng ở đây á, cái dữ liệu mẫu mà chúng ta đang sử dụng ở đây á, đây thì đây nó chính là một cái file database. Ha. Cái cơ sở dữ liệu mẫu mà chúng ta đang sử dụng ở đây, dữ liệu mà chúng ta lưu trữ ở đây này, thì nó đang sử dụng đó là file database. Các bạn thấy không? File database nằm đây. Đó, thì database, file database hiện có một đặc thù là bạn sẽ thấy chấm GDB. Nếu như nó là personal database, nếu như nó là personal database thì bạn sẽ thấy có cái đuôi chấm là MDB nhá. Rồi còn trường hợp là enterprise database thì bạn sẽ thấy đó chỉ là một cái file connection tới cái database thực sự mà thôi. Bởi vì database là nó lưu trữ trong SQL server hoặc là PostgreSQL, đó là những hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể đặt bất cứ đâu và chúng ta cần internet ta kết nối tới nó. Đó, thì bạn thấy ha, rồi dữ liệu mình đang dùng ở là file database. Rồi quay trở lại thì mình muốn nói thêm một số thông tin khác. Bởi vì sao? Bởi vì mình nói là trong chương này chúng ta sẽ tập trung vào ba cái loại geographic dataset chính ha. Một là feature large ha, feature large và raster class, và hai chính là attribute table ha. Thì ở đây mình sẽ giải thích một số cái thuật ngữ ha. Feature large và raster class là gì? Thì feature large ha, feature large nó tổ chức lưu trữ feature large những dữ liệu nào mà ở dạng lưu trữ ở vector, ở mô hình dữ liệu vector á, thì sẽ được lưu trữ trong
feature class. Còn những dữ liệu nào lưu trữ ở mô hình raster thì được tổ chức bên trong raster class ha, thì bạn thấy ha. Thì ban đầu mình có nói đấy, dữ liệu chúng ta cuối cùng sẽ phân là hai loại mô hình để lưu trữ thôi. Thì raster sẽ được lưu trữ trong raster và vector sẽ được lưu trữ trong feature class. Như bạn thấy ở đây ha, bạn thấy ở đây. Đó. Thì ở trong cái phần dữ liệu mẫu chúng ta ha. Chúng ta đây là các dữ liệu được lưu trữ ở mô hình vector, thì dữ liệu của nó sẽ được lưu trữ trong feature class ha. Đây là vector hết này, thì lưu trữ nó sẽ lưu trữ trong feature class. Nếu các bạn nhớ thì ở trong các video trước á, thì chúng ta cũng có làm việc với lại một raster ha. Thì khi đó cái dữ liệu ảnh đó sẽ lưu trữ trong sẽ lưu trữ bằng cái mô hình raster đấy. Rồi trở lại ha, xin lỗi, thì đó thì các bạn hình dung rồi ha. Thì feature class thì nó phù hợp cho những cái đặc loại thể loại gì, và raster thì nó phù hợp cho những thể loại gì đó. Thì raster class và lại feature class ha. Rồi tiếp tục, chúng ta còn có một khái niệm khác nữa là feature dataset. Thì bạn thường sẽ nhìn thấy cái khái niệm này ở trong mô hình GeoDatabase của chúng ta. Đó là nếu như bạn để ý kỹ ấy, thì mình ví dụ như nếu mình vào trong cái GeoDatabase của chúng ta và mình chọn chuột phải tại đây và mình chọn new, thì bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái là feature dataset. Thế thì feature dataset này là cái gì? Feature dataset này bạn hình dung nôm na, nó chỉ là một cái tập ha, một tập các feature class và được lưu trữ lại cùng với nhau. Nó gom thành một cái nhóm như vậy và nó đặt tên ha, và bên trong đó nó sẽ chứa các feature data class ha. Thì mục đích như vậy thì nó được dùng, thứ nhất là gì, nó sẽ lưu trữ các khu vực có cùng cái tham chiếu không gian, hoặc là cùng một đặc tính về việc nghiệp vụ, hoặc là nó sẽ lưu trữ chung để nó xử lý những cái bài toán đặc thù. Ví dụ như hồi nãy mình nói là xử lý network dataset đấy, hoặc network dataset, hoặc là sau này cũng sẽ là nó sẽ có là hoặc là xử lý topology chẳng hạn đấy, vâng, thì nó sẽ được lưu trữ cho một feature dataset. Thì bạn sẽ nhìn thấy việc này bằng cách là ví dụ như là chúng ta có thể tạo một feature dataset đây đó, và chúng ta sẽ đặt tên là dataset ha. Đó, đặt tên là set. Rồi mình phải nói ví dụ vậy. Rồi tại đây chúng ta sẽ chọn tham chiếu không gian, vâng, rồi những net, đúng không? Rồi cùng net thôi và finish, thì nó sẽ tạo chúng ta một dataset. Thì bên trong đây là chúng ta sẽ có tạo ra các feature class đặt vào đây, hoặc chúng ta có thể tạo ra các relationship nè, terrain nè, network dataset nè, topology nè, hoặc là geometric, à đúng rồi, geometric network đó. Thì những cái thành phần này, những phần đặc thù phải được tổ chức bên trong feature dataset mà thôi, để nó xử lý những cái bài toán nghiệp vụ của nó đấy. Thì đó là dataset. Thì tạm thời chúng ta phân biệt ba khái niệm đó nhé, ba khái niệm đó và dataset cơ bản nó chỉ là một group, một cái nhóm thôi, và bên trong đây sẽ có các feature class ha. Rồi thì chúng ta nắm như vậy thôi. Ok, thì trong video này chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, và trong video tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu hơn vào phần lập trình. Ok, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.